Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên, em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục về một cái chiếc xe 9 chỗ ngồi Hyundai Starrex 2010 và quay phục vụ quý anh chị trong dịp Tết này có nhu cầu mua về đi lại. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Hyundai Starrex sản xuất năm 2010, nhập nguyên chiếc Hàn Quốc màu bạc, tên tư nhân, và xe sử dụng động cơ máy dầu 9 chỗ ngồi. Em Lợi vừa mới lấy về hôm qua và toàn bộ xe thì cam kết với quý anh chị là đây là một cái chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Với cái chiếc xe mà Hyundai này thì sử dụng động cơ máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Và đặc biệt là các cái khoang nội thất của chiếc xe thì khá là rộng rãi. Xe sử dụng ghế xoay và được bác chủ nâng lên cửa lùa điện. Đấy, rất nhiều đồ chơi như màn hình, cam hành trình, cam lùi đều được trang bị đầy đủ hết trên cái chiếc Hyundai 2010 này. Xe màu bạc. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và quý khách hàng nào có nhu cầu mua bán, trao đổi, nâng đời xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ cái đèn hậu và cánh cửa cốp sau của chiếc xe, nó khá là đều và vuông thành sắc cạnh. Tất cả các cái cánh cửa cốp trước cốp sau thì em Lợi cũng cam kết với quý anh chị rằng một điều chắc chắn là zin 100%, không có đâm xô và máy thì không bị ngập nước. Đấy. Toàn bộ xe thì không có tranh chấp phạt nguội. Đấy. Bên cửa hàng em bán thì cam kết bảo hành y tuyến cho quý anh chị em và nói không với xe tai nạn, không với xe lỗi, xe ngập nước. Đấy. Bên em bán thì có trách nhiệm với quý anh chị, toàn bộ cam kết bằng văn bản. Đây, quý anh chị nhìn cái phần liên xuồng của chiếc xe, bên lái của chiếc xe nó khá là đều và đẹp. Từ kính thì đều được dán 3M và kính thì đều theo đát năm sản xuất của chiếc xe. Các cái móc khóa, tay nắm khóa nó sáng bóng và không có bị chảy xước móp méo gì. Và tất cả các cái móc khóa này mạ chrome, nhìn nó rất chắc chắn. Từ các cái phần ba bu lê của chiếc xe này bật lên xuống hai bên thành nó đều và nó không bị móp méo gì, khe hở cánh cửa nó đều nhau. Và toàn bộ lốp của chiếc xe là lốp khuôn hô. Đấy, lốp là răng đúc theo xe. Đấy, lốp thì còn khá là dày. Đây là toàn bộ cái đèn pha của chiếc xe là đèn pha zin xịn sò, đèn rất trong và sáng, toàn bộ đèn pha kính lái đều zin 100%. Từ các cái phần ba đờ sốc phía trước của chiếc xe nó khít và đều, mặt ca lăng tổ ong không có dấu hiệu bị gãy vỡ, và toàn bộ biểu tượng đầu ba đờ sốc phía đầu của chiếc xe nó khá là đều và đẹp. Đây là một cái chiếc xe Hyundai Starrex rất chi là mới và đẹp nhé. Đây, toàn bộ này các cái lốp dày và đẹp, một cái sản phẩm mà kính đèn đều zin và kính đều của Hyundai hết, kính trước kính sau đều zin hết và đều có số 0 theo năm sản xuất 2010 của chiếc xe. Từ các cái liên sườn bên phụ của chiếc xe này, bậc ba bu lê này nó đều đẹp, vuông thành sắc cạnh, tay nắm khóa, đường gân của chiếc xe, cái form đường gân này nó căng và đẹp. Quý anh chị có thể nhìn thấy cái chất xe nó đẹp như thế nào. Lốp thì năm gõ nó đều và rất chi là mới. Lốp, khung gầm của chiếc xe thì đánh giá là khá là chắc chắn. Đây, toàn bộ cái đèn hậu của chiếc xe này zin 100%. Kính đèn cam kết với quý anh chị là xe đẹp, không có tai nạn ngập nước gì. Máy số an ninh pháp lý đầy đủ hết. Toàn bộ xe trang bị màn hình cam lùi đây, camera lùi này. Đấy, camera lùi này. Kính sau của hãng Hyundai này, kính xin của hãng luôn.
một cái chiếc xe máy dầu 9 chỗ ngồi Hyundai Starlight, rất phù hợp cho anh chị em nào mua về đi lại, khoang ngồi rất rộng. Vâng, và đây là toàn bộ cái nội thất bên trong của chiếc xe. Xe thì được trang bị nội thất bên trong là ghế màu kem, ghế da. Đấy, tất cả các cái cánh cửa lùa và cánh cửa lái đều zin, táp ly nó khá là đều màu theo thời gian. Toàn bộ táp ly không bị sơn lại và các cái phần chỉ cánh cửa này là nguyên bản từ đầu. Khung cột của chiếc xe thì khá là đẹp, tất cả khung cột nguyên zin. Và cái phần nội thất ghế phía trước này của chiếc xe, đây toàn bộ nội thất ghế phía trước, vô lăng, củ số, đấy, xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp và màn hình bóng khí là nguyên zin. Trang bị khá là nhiều đồ chơi cho một cái chiếc xe trần 3D. Đây là xe được trang bị cửa lùa điện này, nút ấn lùa này, đấy, điện chạy này, đấy, toàn bộ đóng mở đều được dùng điện. Vâng, em Lợi đang giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị em xem video một cái chiếc xe Hyundai Starlight sản xuất năm 2010, màu bạc, máy dầu. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Toàn bộ cái phần khoang chứa đồ phía sau này và cái trần của chiếc xe nó khá là long lanh đây. Hai bên thành không bị chảy xước gì. Đó, một cái chiếc xe mà hoàn toàn đẹp và toàn bộ đinh bấm đinh dập này phía sau này đều rất chi là đẹp nhé, cửa gió đều hòa phía sau, không có gãy gì, toàn bộ xe rất cứng và toàn bộ nội thất của chiếc xe thì cực kỳ mới và đẹp. Khung cột của chiếc xe là sơn zin, không có đâm xô, tất cả các cái phần khoang ghế từ trước đến sau nó đều màu theo thời gian. Và đây là cái phần táp ly cánh cửa bên phụ của chiếc xe, chỉ cánh cửa là nguyên zin. Bóng khí nội thất ghế khá là đẹp. Một cái sản phẩm mà Hyundai Starlight, màn hình cam hành trình này đều được trang bị đầy đủ hết rồi. Anh chị em với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng vừa mới thay dầu, bảo dưỡng 4 má phanh và quý anh chị về sẵn đổ dầu thôi, vào chạy thôi. Đây là toàn bộ cái vật khoang máy của chiếc xe. Em Lợi sẽ quay cho quý anh chị từ các cái ốc chân đèn này, rất cứng này, ốc cabo, chỉ cabo là zin. Và xe sử dụng mà đến nay là 12 năm nhưng mà toàn bộ từ các cái nhựa, cái nhôm ở trên cái máy này nó sáng. Đấy, nó chạy rất ít và nó sáng, nó đẹp. Đấy. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe này. Động cơ máy chạy rất là êm nhá. Toàn bộ động cơ, đấy, máy dầu, nổ rất là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và bạn đang xem video một cái chiếc xe Hyundai Starlight sản xuất năm 2010, 9 chỗ ngồi, máy dầu. Quý anh chị em nào mà có nhu cầu mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để được xem xe và tư vấn trực tiếp, hoặc các bác có thể liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.